Ok, tiếp tục là cái dây adapter control thì nó màu đen, còn cái dây của setup module nó sẽ là màu trắng. Thì dây màu đen nó cũng chạy vô trong cái panel này, ngay chỗ này. Thì em let me see, open it by one hand. Ok, thì em giấu dây ở trong này, em giấu ở đây, còn cái màu trắng nó sẽ gắm vô đây. Đó, cái màu trắng là nó sẽ chạy, nó gắn vô chỗ này, nó có sẵn này. Very straightforward, không có gì hết. Thì theo em để dây ở ngoài, em giấu trong cái hộp này luôn cho nó gọn. Đây là con thấy ha. Rồi, đó. Rồi, xong thì mình chỉ để nó lại thôi. Cái này cũng không có gì bí hiểm. Rồi xong, ok. Thì vì già cả rồi sợ quên, thành ra không đọc cái label trên này. Nhỏ quá, nhiều khi không thấy đường. Phanh như một cái thép, push in thì bypass, còn rút ra thì nó active. Ok, nghĩ chắc cũng vậy, là em để trong cái chỗ garage của em nó như vậy. Thành ra nó cũng khá nhỏ gọn, còn cái nắp. Ok, em lấy cái nắp bấm vô lại.